bạn dùng piano điện nhưng mà muốn có một trải nghiệm như một cây piano cơ thì Roland RB107 đó là một sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Nhìn tổng quan bên ngoài với kích thước như sau: chiều rộng 1m37, chiều sâu là 41cm, chiều cao là 98cm. Cây đàn nặng 37kg, đàn có thể di chuyển nhẹ nhàng với hai người, đặt cạnh bàn học của con rất vừa vặn. Màu đen sang trọng, phù hợp với mọi kiểu thiết kế nội thất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh giá các tính năng nổi trội bên trong cây đàn RB107. Tuy là một cây piano điện, nhưng cho chất lượng âm thanh không khác gì một cây piano cơ do được tích hợp công nghệ tái tạo âm thanh Supernatural với 15 tông tích hợp với 377 mẫu bài hát cho trải nghiệm luyện tập đa dạng và luôn mới mẻ. Mỗi phím đàn có một lực cảm ứng riêng cho phản hồi âm thanh ngay tức thì. Công suất loa là 16W, vượt trội so với phiên bản cũ. Âm thanh sẽ đủ sức lấp đầy một phòng khách cỡ lớn. Chức năng ghi âm tiện lợi, nhà sản xuất đã tích hợp phần mềm ghi âm trực tiếp bên trong máy là có thể lưu lại để nghe hoặc gửi cho người thân, giáo viên. Kết nối MIDI và Bluetooth với các thiết bị như là máy tính bảng và điện thoại. Ứng dụng Piano Roland, bạn có thể điều khiển đàn từ xa, cài đặt máy đếm nhịp. Ngoài ra, ứng dụng có các tính năng hỗ trợ luyện tập đàn rất thú vị, tương thích với các thiết bị như Android và iOS. Đặc biệt, đi kèm ghế chính hãng Roland, tặng tai nghe, khăn phủ phím đàn và miễn phí vận chuyển trong nội thành. Nếu bạn muốn có một trải nghiệm đánh một cây piano cơ mà ngân sách của chúng ta tầm 20 triệu thì cây RB107 sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nhất. Đến và dùng thử tại các đại lý của Viettel Music.